Chào bạn đã quay trở lại với học SEO Mastermind. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn, mình chia sẻ cho bạn là cái nền tảng đầu tiên để mà bạn thiết lập một cái website mà bạn như mong muốn, và cũng như là bạn tạo dựng cái nền tảng thật sự là vững chắc cho cái website của bạn. Từ đó website bạn dễ dàng phát triển, nó không chỉ là nó giúp cho bạn là đạt những thứ tự từ khóa bạn mong muốn, mà nó còn giúp cho bạn là phát triển một cách dễ dàng sau này hơn, nếu như bạn mở sang một lĩnh vực mới hay là bạn muốn một cái chủ đề mới ở trên website của bạn. Thì nó lúc nào nó cũng tới từ câu chuyện là bạn thiết lập từ khóa và thiết lập cái bản kế hoạch cũng như là cái thiết kế website của bạn ngay ban đầu. Thì video này mình sẽ chia sẻ với bạn về cách thiết lập từ khóa. Đầu tiên á, bạn phải hiểu rằng đó là để một chiến dịch mà nó thành công mà nó rực rỡ, lúc nào nó cũng có cái bản kế hoạch đầu tiên cả. Và cái bản kế hoạch này lúc nào cũng được thiết kế, nó lập, nó triển khai, nó nghiên cứu ngay từ những cái bước đầu tiên. Bản kế hoạch bạn càng rõ ràng, càng chi tiết, nó càng cụ thể thì kết quả bạn được đạt được nó lại càng tốt. Nên á, đầu tiên mà khi bạn lập cái bản kế hoạch đầu tiên, khi mà bạn thiết kế hình dung trong đầu về website của bạn nên có những chủ đề nào, nên có những bài viết nào á, thì bạn phải hình dung mà trước, bạn lập ra trước. Đầu tiên tất nhiên là bạn sẽ muốn có như là website của bạn có những cái gọi là cái sản phẩm dịch vụ ở trên cái những dịch vụ mà bạn sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đang muốn cung cấp cho khách hàng, thì bạn sẽ muốn liệt kê nó ra trước. Cái ban đầu bạn sẽ muốn lập một cái bảng chủ đề, chẳng hạn như mình sẽ nói một câu chuyện là bạn buôn bán đồng hồ đi, thì ban đầu là bạn sẽ muốn có những từ khoảng những cái gọi là sản phẩm là đồng hồ, rồi đồng hồ Casio, rồi đồng hồ nam, rồi đồng hồ nữ, ví dụ vậy. Bạn sẽ ở đây là những sản phẩm, bốn sản phẩm đầu tiên. Bây giờ mình đang muốn cung cấp gọi là bốn cái gọi là cái bốn cái sản phẩm cụ thể này trước, thành ra mình sẽ muốn làm cái này trước. Thì thành ra bạn hình dung gọi là sản phẩm dịch vụ ban đầu trước. Rồi bước thứ hai nữa, bạn cũng sẽ muốn định hình trước cho bạn là cái blog hoặc là cái tin tức của bạn á, bạn sẽ muốn đề cập tới những nội dung gì. Lúc này là sản phẩm và dịch vụ. Đây là ở đây tiếp theo là bảo hành đồng hồ đi, ví dụ vậy. Mình không biết có dịch vụ này không nhưng mà mình chế tạo ra. Blog, nếu hạn như bạn có blog với tin tức thì bạn cũng phải biết rằng đó là cái gọi là cái blog với tin tức này của bạn, bạn sẽ viết về những chủ đề nào. Tất nhiên bạn không phải, ở đây mình muốn nói chủ đề nào, bạn muốn sẽ một chủ đề cụ thể nhất định luôn. Chẳng hạn như để bạn tạo những cái cấp trong đó, chẳng hạn như trong blog của bạn đi, thì giả sử như GTV SEO với blog thì hay nhờ đầu tiên là chủ đề về SEO đi, nhưng mà nó hơi khá là chung tại vì nó là chủ đề chung rồi. Bạn sẽ muốn có những chủ đề cụ thể hơn, hay mình sẽ muốn có những cái bài viết nó về on page SEO, cụ thể như những bài về off page SEO, tạm thời nó sẽ là như vậy trước, ví dụ vậy. Thì bạn có hình dung trước trong đầu là những chủ đề này nó ra sao. Đầu tiên á, không hẳn rằng là bạn phải đúng và cái chính xác, mà là nó bạn cần hình dung trước đã. Ở đây mình sẽ ghi là đồng hồ, rồi sửa chữa chọn lựa đồng hồ đi, ví dụ như vậy trước. Khi mà ở đây bạn cần liệt kê ra trước đã, chứ bạn chưa cần gọi là cái gọi là cái chính sách, cái lộ chính chính xác 100%, nhưng bạn cần nó liệt kê trước. Sau đó rồi bạn mới những bước sau bạn mới gọi là bạn xác nhận coi những cái chủ đề đúng chưa, bạn nên làm những chủ đề nào, bạn cần thêm bổ sung cái nào, hay bạn cần bớt cái gì đó. Và bạn đầu bước đầu tiên khi mà bạn liệt kê hay bạn làm cái content gì đó, bạn phải hiểu rằng đó là khi bạn xây dựng từng cái chủ đề trên website của bạn đó, bạn phải xây dựng cho nó thật sự là tốt trước đã, hay nó đạt những cái gọi là cái nhu cầu tối thiểu, sau đó rồi bạn mới bước ra bạn mở cái những cái tiếp theo. Ý của mình là sao, ví dụ như bạn mới thiết kế cho web một đồng hồ đi, bây giờ bạn sản phẩm ngoài cái đồng hồ là cái chung rồi, cái đầu tiên hẹn như bạn muốn tạo là cái đồng hồ nam, thì bạn sẽ muốn gọi là tối ưu sao cho cái đồng hồ nam thật sự là tốt. Những cái content trên đồng hồ nam á, nó có ít nhất là tối thiểu là bạn hẹn như số lượng là bao nhiêu đó, thì con số bao nhiêu hồi nữa mình sẽ lúc mà mình chỉ cho bạn về cấu trúc silo, như là lúc mà mình ở những bước sau mình hướng dẫn bạn cụ thể hơn. Thì khi bạn làm đồng hồ nam, các bạn gọi là bạn phải liệt kê cụ thể, bạn phải làm tốt cái đồng hồ nam đã, sau đó bạn mới nhảy vô cái chủ đề là đồng hồ nữ. Website của bạn tương tự như vậy, đừng có thiết kế gọi là cái đồng hồ nữ khi mà bạn chưa làm hoàn chỉnh cái loại đồng hồ nam, hay là cái hàng đồng hồ nam nó chưa làm gọi là nó hoàn thiện một cái chủ đề nào đó, chứ là nó làm tốt ở cái phần đồng hồ nam trước đã.
tương tự như bạn, bạn không thể nhảy vào đồng hồ Casio nếu như bạn chưa làm xong đồng hồ nam, đồng hồ nữ với cái hàng đồng hồ được, và cuối cùng là bảo hành đồng hồ. Thành ra bạn sẽ muốn rằng đó là nó cái nào bạn làm cái đó nó ra nó tốt trước đã, cũng như cái blog với tin tức này. Đôi khi bạn ở làm cái blog tin tức, bạn đôi khi bạn chưa phân chia gì hết, bạn viết trước tối thiểu là 5 bài ví dụ vậy, nhưng mà khi bạn bắt đầu viết nhiều bài hơn, bạn khi mà bạn làm chủ đề nào đó thì hãy cố gắng làm sao cho đạt cái mức tối thiểu nào đó. Về cái mức tối thiểu khi mà mình phân ở bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn. Khúc này bạn nên lưu ý rằng đó là những cái trang thương mại điện tử, nếu bạn làm giao thương mại điện tử, và những trang mà dạng cung cấp thông tin đó, nó sẽ khác nhau. Có nghĩa là bạn sẽ xây dựng những cái cấu trúc khác nhau, những content nó sẽ khác nhau. Như trang thương mại điện tử bạn không phải quăng bài viết 1.500 chữ lên cái trang thương mại điện tử sản phẩm của bạn được, và cũng như là cấu trúc website của thương mại điện tử với dạng cung cấp thông tin nó sẽ gọi là nó sẽ khác nhau. Thành ra bạn phải lưu ý trước điều này để biết được rằng đó là cấu trúc nào nó phù hợp với mình, nó tốt nhất trong cái trường hợp thị trường của mình, và cũng như rằng đó là cái cách mà phân bổ chủ đề ra sao, hay là chủ đề của bạn cần tối thiểu bao nhiêu đó số lượng content, hay là bao nhiêu sản phẩm, ví dụ vậy đi. Thì cách tốt nhất để bạn biết được điều đó, đó là bạn phân tích đối thủ của bạn trong lĩnh vực. Tất nhiên là bạn đã phải phân tích gọi là những cái vị trí top đầu đối thủ của bạn rồi. Tại sao nó là vị trí top đầu? Bởi vì về cơ bản á, là vị trí top đầu á, nó gọi là Google đã thích, gọi là chính xác luôn là Google đã thích gọi là những cái cấu trúc như vậy rồi. Nó không chỉ riêng về backlink nữa, nhưng mà Google đã thích những cấu trúc như vậy, Google đã thích những cái content như vậy rồi, và bây thành ra Google nó mới đẩy những cái hàng đó lên top. Thì khúc này bạn cần làm là bây giờ mình cần gọi là muốn đánh bại nó, mình hãy nhờ mình muốn đánh bại nó thị trường từ khóa là đồng hồ nam đi, muốn đánh bại nó thì việc đầu tiên mình cần làm là ở ít nhất mình cũng phải bằng là cái thằng mà đang như hạn như đứng ít nhất mình cũng phải bằng là top 10 ví dụ vậy. Thì chữ đồng hồ nam mình muốn SEO từ đồng hồ nam thì ít nhất tối thiểu mình cũng phải thằng đánh được cái thằng là đồng hồ nam đã, ở cấu trúc mình phải gọi là ok đã, sản phẩm mình up là ok đã. Sau đó rồi khi mà mình bằng rồi á thì khúc này mình mới làm tốt hơn, mình phải coi coi xem đối thủ của bạn ra sao. Thì ví dụ như khi mà mình phân tích mình gõ chữ đồng hồ nam hay sao đó, như mình thấy thằng shop đồng hồ nó đứng vị trí top 10, thành ra mình sẽ lấy luôn cái vị trí này phân tích website này cho bạn, cho bạn dễ hiểu hình dung hơn. Mà không biết thế vậy phân tích top 1, top 2, top 3, mà bạn có thể phân tích từ top 10 trở lên. Nếu như á ở đây đó, câu chuyện này đó là bạn sẽ có gặp hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hạn như ở những từ khóa cạnh tranh trung bình gì trở lên đi, thì đối thủ của bạn nó sẽ rất là tốt, cấu trúc nó website nó ổn, nhưng mà đôi khi ở thị trường của bạn là quá là dễ, thị trường mà quá là dễ, thành ra mấy thằng đối thủ top á đôi khi cấu trúc nó không có gọi là nó chuẩn chuẩn xác gì cả, mà bởi vì do thị trường nó dễ quá, thành ra nó viết bài nó lên top mẹ nó rồi, mình ví dụ vậy. Thì lúc này bạn cần cái gọi là cái phân tích đối thủ authority style global. Có nghĩa là ở đây là câu chuyện là bạn sẽ bắt đầu lên những vị trí, nghĩa là những cái những, bạn sẽ biết lĩnh vực của bạn là gì. Mình ví dụ như bạn làm tinh bột nghệ đi, giả sử như trường hợp của bạn đang đấu những thằng top đầu á, nó đôi khi là những thằng trang báo chí gì đó, thành ra bạn không thể phân tích cấu trúc nó được. Hoặc là bởi vì hầu như thị trường bạn không ai SEO cả, nhưng cấu trúc nó không có tốt, thì cái này bạn sẽ lên Google và bạn sẽ muốn coi coi bạn sẽ muốn dịch chữ tin bột nghệ ra từ khóa tiếng Anh, sau đó bạn gọi lên Google coi coi thằng nào đứng top Google ở những từ khóa tiếng Anh bên nước ngoài mà nó là tin bột nghệ. Tiếng này bạn vô bạn phân tích những cái trang như vậy, bạn sẽ vô những coi những cái trang đứng đứng đầu lĩnh vực mà ở thị trường thế giới, coi xem coi nó cấu trúc như thế nào. Không nhất thiết bạn phải làm chuẩn xác theo nó, nhưng mà bạn sẽ hình dung coi là website của bạn sẽ có menu là gì, hay như ở thương hiệu ví dụ đồng hồ nam, đồng hồ nữ, đồng hồ đôi, đồng hồ treo tường, sửa chữa đồng hồ, ví dụ vậy đi. Hay liên hệ, ý là bạn sẽ cần biết là ở menu nó ít ra nó cũng phải có những cái thằng này, hoặc là content nó phải ra những dạng này, thì bạn cần biết trước, bạn phải phân tích đối thủ. Mình khuyến khích là bạn sẽ ở Việt Nam trước, nếu bạn không có thì bạn phân tích ở trên thị trường global, thị trường quốc tế, thị trường toàn cầu, để bạn có một cái nhìn hình dung tổng quan hơn. Thì khi mà phân tích á, bây giờ mình giả sử như lấy bắt đầu mình sẽ lấy SEO từ khóa đồng hồ nam đi, thì mình sẽ phân tích cấu trúc website này như thế nào. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vô trang shop đồng hồ này, thì bạn khi bạn bấm vô chữ đồng hồ nam á, bạn sẽ thấy là đây là trang đồng hồ nam của nó. Hôm nay bạn sẽ thấy những cái thương hiệu của đồng hồ nam ví như là đồng hồ Casio, đồng hồ G-Shock, Olympic Citizen, Oriental,
Seiko, T-Shot gì đó. Chỗ này bạn sẽ muốn ghi lại những cái gọi là cái hãng đồng hồ này, bởi vì bạn sẽ thấy rằng đó là như nãy mình nói, bạn sẽ muốn là rồi hẹn như bạn đang làm về đồng hồ nam đi, thì bạn sẽ coi đầu tiên bạn liệt kê như shop đồng hồ, có đồng hồ nam Casio này, có hãng đồng hồ nam Casio này, có hãng đồng hồ nam T-Shot này, có hãng đồng hồ nam Citizen này, có hãng đồng hồ nam Orienti gì nè. Bạn liệt kê hết chẳng hạn như danh sách đồng hồ, sau đó bạn coi coi những đối thủ khác ví dụ như thế nào. Ví dụ như thằng Đăng Quang Watch là thằng đứng top 1, top 2, top 3 gì vậy. Cái này bạn sẽ coi đồng hồ nam nó như thế nào, chẳng hạn như nó trong cái gọi là cái danh mục sản phẩm đồng hồ nam này nó còn cũng có khoảng có nhiều cái thằng khác, ví dụ như hạn như có những trang như đồng hồ Ares Gold nè, đồng hồ Citizen nè, đồng hồ WeWe nè, đồng hồ Apport Squid nè, đồng hồ Bruno gì nè, bạn sẽ ghi vô. Ví dụ như Đăng Quang Watch thì bạn sẽ có đồng hồ Bruno, đồng hồ Aries, rồi đồng hồ Atlantic. Bạn cũng sẽ muốn tiếp tục tương tự vậy như đồng hồ Hưng Thịnh.com này, bạn sẽ muốn coi coi nó chia thành gọi là trong cái đồng hồ nam này nó có những cái gọi là cái danh mục con nào, có những cái trang nào, thì khúc này bạn sẽ gọi là biết được trong bạn cần xây dựng đồng hồ nam thì không chỉ xây dựng những cái đồng hồ nam nữa, mà bạn sẽ muốn có là những cái dạng content khác ở dưới thằng đồng hồ nam nữa, hay những sản phẩm khác dưới thằng đồng hồ nam nữa, thì lúc này bạn mới biết rằng là đây là những cái dạng content mà bạn sẽ bỏ vô bên trong tối thiểu thằng đồng hồ nam phải có những cái này, những cái này. Thì lúc này bạn cần phải biết coi coi xem như shop đồng hồ đi, ví dụ shop đồng hồ khi bạn đếm thương hiệu hay như là bạn thấy rằng ở dưới cái thằng đồng hồ nam này sẽ có những thương hiệu như là Casio, rồi bạn sẽ đếm rồi hẹn như ở đây 3, 5 rồi 9, hẹn như tổng cộng là 9 loại đồng hồ nam. Đăng Quang Watch thì bạn cũng đếm tương tự coi xem có bao nhiêu, 3, 6, 9, 12 loại đồng hồ nam. Rồi bạn cũng sẽ muốn kiếm coi hay như thằng đồng hồ Hưng Thịnh nè, mà cũng liệt kê ra coi nó có những loại đồng hồ này, hay như đồng hồ Candino, đồng hồ Casio, rồi Opaku. Bạn liệt kê hết ra, hạn như khúc này bạn sẽ đếm coi đồng hồ Hưng Thịnh nó có bao nhiêu hãng, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì có 13 loại đồng hồ nam. Tương tự như vậy hàng đồng hồ hải chiều, tương tự như vậy với bên Sendu, Sendo. Rồi bạn sẽ coi coi là những cái hàng đứng top, gọi là đứng top về cái gọi là cái bộ từ khóa này của bạn đó, nó có khoảng bao nhiêu loại đồng hồ, rồi nó có thường là nó sẽ có những cái loại đồng hồ nào. Thì khúc này bạn sẽ đối chiếu lại bản thân mình coi xem bản thân mình nó có những là những cung cấp những loại đồng hồ nào đã. Đầu tiên đó là hẹn như bạn có cung cấp đồng hồ nam Citizen, đồng hồ nam Orienti, đồng hồ nam Casio, ví dụ vậy đi. Bạn sẽ muốn liệt kê, bạn muốn xây dựng là đây là sản phẩm của bạn. Và bạn thấy rằng hẹn như trên gọi là trên top 10 đối thủ quá thường hẹn như nó có khoảng 8-9 loại đồng hồ gì đi. Thì khúc này bạn sẽ muốn coi bạn cũng muốn khoảng là tối thiểu bạn phải có tầm 8-9 loại gì đó. Nếu như mà bạn có chỉ có chẳng hạn như là 5-6-7 loại thôi thì bạn sẽ muốn là bổ sung thêm nhiều sản phẩm hơn, thì tí phần đó mình sẽ nói sau về phần đó. Nhưng mà nếu như tự nhiên bạn thấy đối thủ của bạn top 10, đứng trong top 10, đứa nào nó cũng có 15 loại đồng hồ khác nhau, ít nhất tối thiểu 15 loại đồng hồ. Và lúc này bạn trong cái gọi là cái website của bạn thì gọi là trong cái gọi là cái website của bạn thôi, nó chỉ có khoảng 2 loại đồng hồ mà thôi. Và thì lúc này nó gọi là nó bạn sẽ gặp hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á là trường hợp tệ nhất luôn á là bạn không thể nào đẩy số lên top được, mặc dù bạn có rất nhiều backlink mạnh vô. Bởi vì ở lúc này Google nó về gọi đứng về phía trải nghiệm người dùng, Google thấy rằng mày có khoảng 2 loại đồng hồ thôi thì mày không thi đối thủ bên kia thì nó có khoảng
30 loại đồng hồ thì con số nó chênh lệch dữ quá. Thì khúc này về cơ bản Google sẽ nhìn bạn là content nó không hẳn, nó với sai các bạn, content nó không hẳn nó có quá là chất lượng, thành ra nó nên thành ra Google nó sẽ không hay thích về điều này quá là nhiều. Thành ra lúc này các bạn sẽ coi bạn cần có thêm những cái dạng nào khác vô, ví dụ như là bổ sung vô, thì mà coi trong bạn mà cần bổ sung được gì bạn bổ sung. Còn nếu như mà trong trường hợp của bạn á, mà có nghĩa là lúc này bạn cho dù như là cái số lượng trên lệch nó không có cao mấy, hạn như là lúc này ở đồng hồ nam bạn cũng có 6-7 loại, mà đối thủ tối thiểu cũng nó khoảng 9 loại. Bây giờ bạn có khoảng là bình thường ở có thể là trong trường rồi. Ok, rất là xin lỗi các bạn, là mình do mình nói mình không có chú ý nên mình bỏ mất nguyên một cái khúc là về gọi là trường hợp 2 rồi. Thì trường hợp đầu như nãy mình nói rằng đó là đầu tiên đó là bạn sẽ có cái trường hợp rằng là bạn không thể nào lên bạn đẩy thúc đẩy SEO được, bởi vì đối thủ bạn có tôi hiểu 15 16 loại đồng hồ, khi bạn có 2 3 loại đồng hồ thôi thì nó bạn không thể đẩy lên được, bởi vì Google nó sẽ nhìn bạn như là một content nó không có quá là nhiều chất lượng và không có giá trị cho người dùng quá là nhiều như những đối thủ của bạn. Trường hợp 2 á, là khi bạn gặp trường hợp như vậy, thì trường hợp 2 bạn sẽ tới là bạn sẽ mất thời gian rất là lâu để bạn đẩy lên top Google, và cũng như là sẽ mất rất là nhiều tài nguyên cũng như công sức, và cũng như tương tự rằng nó là cái phần off page SEO của bạn phải mạnh mạnh hơn đối thủ rất rất rất, rất là nhiều để bạn đẩy lên. Có thể trường hợp một là bạn có thể là không thể, trường hợp hai là bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian công sức và tài chính và tiền bạc bạn đẩy vô on page SEO mà bạn chưa được đi, content bạn chưa tốt gì này nọ quá là nhiều đi, thì off page SEO của bạn phải gọi là bổ trợ rất là nhiều, là đảm bảo rất là nhiều yếu tố off page SEO để bạn thúc đẩy được gọi cái on page SEO lên. Nên á, trong trường hợp này á, bạn khi mà bạn gặp trường hợp như vậy á, thì nó có hai cách giải quyết, và hai cách giải quyết này nó tương ứng với lại hai cái gọi là hai cái trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất á, là chẳng hạn như là bạn thấy rằng là đối thủ của bạn nó có 8-9 loại gì đó và bạn có khoảng ở 6-7 loại rồi, thì bạn có thể tự tạo ra cái gọi là các loại khác, mà loại ở đây là có thể là gì, ví dụ như cho bạn nó khoảng 8-9 loại thì bạn sẽ thấy rằng đó là bạn cần tin tức đồng hồ nam ví dụ vậy, hoặc là cách lựa chọn đồng hồ nam, nghĩa là thay vì bạn tạo cái loại đồng sản phẩm đồng hồ đi, thì bạn hãy bổ sung thêm một cái như là bỏ thêm một cái mục menu vô là tư vấn đồng hồ, chọn đồng hồ nam đó, ví dụ vậy. Thì khi người ta người dùng trong cái thư mục này á, là những bài viết con về việc chọn lựa đồng hồ nam như thế nào rồi, hay là những bài viết về so sánh sản phẩm các sản phẩm của đồng hồ nam Casio với đồng hồ Citizen ví dụ vậy, thì bạn sẽ bỏ thêm một cái mục đó vô. Hoặc là trường hợp thứ hai á, là trường hợp này hạn như bạn quá là trên, hạn như bạn có 2-3 loại sản phẩm nhưng đối thủ có khoảng 9-10 loại, thì khúc này á, là mình sẽ khuyên bạn rằng là thay vì bạn nhắm đến bộ từ khóa là đồng hồ nam như thế này thì bạn hãy nhắm đến bộ từ khóa là cụ thể hơn. Ví dụ như lúc này á, là bạn chỉ có chẳng hạn như là mình chỉ có đồng hồ nam Casio, với lại mình chỉ cũng có chỉ ở đồng hồ nam Citizen thôi, ví dụ vậy, mình có 2 loại này thôi. Thì hôm nay bạn sẽ muốn coi coi là thay vì bạn nhắm đến đồng hồ nam nữa, thì bạn cũng xây dựng cấu trúc website theo đồng hồ nam, thì bây giờ bạn sẽ dùng theo đồng hồ nam Casio trước, sau này phát triển bạn có nhiều loại dòng sản phẩm hơn thì bạn biến đổi website lại sau. Thì hôm nay bạn chọn là bộ đồng hồ nam Casio, đồng hồ nam Citizen là hai cái chính. Thì tương tự như vậy, bạn bắt 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 đầu cái câu chuyện là bạn phân tích đối thủ tương tự như vậy, như là bạn sẽ coi đồng hồ nam Casio với đồng hồ nam Citizen thì nó có bao nhiêu sản phẩm trên đó, bao nhiêu content hay bao nhiêu loại cụ thể trong đó nữa, thì từ đó bạn bố trí website bạn theo như vậy. Khi mà làm như vậy xong á, thì bạn cũng sẽ muốn coi bước tiếp theo, bạn sẽ muốn coi đây vì tại vì đây là trang thương mại điện tử, thành ra bạn cũng sẽ muốn coi là ở trong đống này nó có bao nhiêu sản phẩm, như hẹn như là trang đây là 3, 6, này, 9 đi sóc đồng hồ 12 nè, trang một trang có 12 sản phẩm mà nó đâu đó nó có khoảng 120 trang, thì đâu đó chắc cũng ở đây thì mình thấy cũng khoảng cả đây là bạn thấy là 1429 cái đồng hồ nam rồi, thì bạn sẽ muốn có luôn đó, bạn muốn trưng bày sản phẩm đâu đó cũng số lượng nhiều tương tự
Rồi khi mà bạn làm xong như vậy, mình giả sử như rồi bây giờ mình giả sử như bạn sẽ SEO khi bạn xác định xong các sản phẩm dịch vụ mình cung cấp, và lúc này bạn sẽ muốn coi coi là đồng hồ, bạn sẽ muốn coi là hai sản phẩm chính của bạn là đồng hồ Nam Citizen và đồng hồ Nam Casio. Trang web bạn là một trang web nhỏ thôi, thì bây giờ bạn sẽ có hai sản phẩm là hai sản phẩm chính. Thì blog tin tức chẳng hạn như bạn sẽ muốn lên coi coi xem những thằng trang web này nó làm về cái gì, chẳng hạn như là tin tức coi xem như thế nào, những bạn sẽ muốn coi những thằng tin tức ở đây nó sẽ viết về cái gì, tin tức nó có chia thành các mục ra sao không. Tương tự như vậy, chẳng hạn như mình ví dụ như bạn vô bạn coi là tin tức, thì hình như bạn sẽ có hai cái loại tin tức. Giả sử như mình thấy là tư vấn chọn lựa đồng hồ Nam đi, tư vấn đồng hồ Nam, và bạn cũng thể là có những cái dạng như là cách sử dụng đó, dạng một cái blog về cách sử dụng. Thì trong lại cách sử dụng này có rất là nhiều bài viết như cách sử dụng đồng hồ Casio, cách sử dụng đồng hồ Citizen hay gì đó, thì bạn coi coi bạn phân tích tương tự như vậy. Và lúc này bạn thấy rằng đó là đối chiếu lại cho mình đó, thì bạn thấy là blog tin tức của mình nó hiện tại là nó cần những chủ đề chính nào. Nếu như hay như trong web mình nó nhỏ thôi, bạn không cần quá là nhiều chủ đề chính, thì bạn ghi cách sử dụng, thì cái này hay là cách sử dụng đồng hồ như này, tư vấn bạn hay làm hay là đồng hồ Nam tư vấn, hoặc là tư vấn chọn lựa, có hai mục chính là như vậy đó. Sau khi lúc này bạn sẽ có hai sản phẩm và dịch vụ rồi, thì lúc này bạn sẽ muốn coi đồng hồ Nam Casio của bạn đó, khi bạn kiểm tra AHGREF á, nó sẽ có những gì. Ví dụ như bạn lên google.com.vn, ở đây có những gì, có ý mình rằng là bây giờ bạn sẽ bắt đầu xây dựng bộ từ khóa đồng hồ Nam Casio, thì nó sẽ có những bộ từ khóa nào, đồng hồ Nam Citizen này nó sẽ có những bộ từ khóa nào. Thì khúc này bạn sẽ thấy là bởi vì đồng hồ Nam Casio và đồng hồ Citizen là sản phẩm và dịch vụ của bạn, thì bạn sẽ muốn bỏ hai loại này vô bên trong cái commercial keyword của bạn. Thì cái này bạn sẽ chia ra nó là từ khóa, lượng tìm kiếm, độ khó. Sau khi mà bạn làm này thì bạn lên Google, bạn gọi đồng hồ tại mạng nó có vấn đề, để mình chỉnh sửa nó chút. Rồi hôm nay bạn lên coi sản phẩm chính của bạn đồng hồ Nam Casio, thì như trong những cái video nghiên cứu từ khóa, bạn sẽ muốn là coi coi xem coi những đối thủ đầu của bạn á, bạn cầm thằng này vô bạn bỏ trong AHREF để bạn có thể bắt đầu nghiên cứu từ khóa của nó. Nghe là cùng cái hàng top 1 như này, Casio Việt Nam .net, đồng hồ Nam Casio đi, bạn sẽ muốn coi coi bộ từ khóa này của nó cái bài viết này, cái nội dung bài viết, cái trang URL này nó lên top bao nhiêu từ khóa này đó. Bạn hãy bạn bỏ vô cái gọi là cái bộ từ khóa của bạn, thì đây nó ghi là 347 từ khóa đi, thì bạn làm tương tự cái bước đó, bạn sẽ bắt đầu bạn bỏ vô. Mình sẽ bắt đầu skip cái bước này một chút. Rồi đây là bộ từ khóa, sau khi mà mình sắp xếp xong thì mình sẽ muốn bỏ vô bộ từ khóa này vô bên trong mình. Ví dụ như đây là bộ từ khóa đầu tiên của mình, thì mình sẽ muốn để đồng hồ Nam Casio, sẽ để qua đây. Đây là chủ đề, mình sẽ từ khóa liên quan. Mình sẽ muốn copy tương tự cái lượng tìm kiếm và độ khó của từ khóa qua đây nữa, để lúc mà bạn triển khai bên SEO bạn dễ dàng hình dung mà được là bạn cần những nguồn lực như thế nào để bạn có thể đấu, và cũng như là bạn sẽ biết rằng đó là bạn muốn tối ưu những từ khóa nào trước để có thể dễ dàng lên top hơn. Ví dụ như vậy, đây là độ khó của từ khóa thì mình sẽ bỏ nó vô, rồi mình sẽ bỏ luôn cái
lượng search của nó. Như mình nói thì lượng search của Ahrefs nó sẽ khác với lượng search của bên Google, nhưng mà đây mình sẽ lấy lượng search của bên Ahrefs. Đó, thì này mình đã có một cái bộ là bộ từ khóa về sản phẩm cụ thể là đồng hồ nam Casio của mình, và thế những từ khóa này từ khóa liên quan thì đây là những khóa dạng chủ đề của mình, thì từ khóa dạng liên quan thì mình sẽ muốn tách nó ra, coi trong những bộ từ khóa liên quan này có những từ khóa nào mà nó có thể là nó dính đến trang rational keyword không, hay là từ khóa dạng mua không, thì mình sẽ muốn tách riêng nó ra nữa. Nghe như mua đồng hồ chính hãng ở Hồ Chí Minh đi, sẽ tô đậm nó bên đây để tách nó qua đây. Ở đây nó có một dạng từ khóa dạng mua, tiếp theo nữa là dạng informational keyword. Bạn sẽ biết rằng đó là có hai chủ đề chính của bạn là bạn làm tương tự, bạn sẽ muốn tách ra là có hai chủ đề chính là cách sử dụng và tư vấn chọn lựa đi, ví dụ vậy. Thì khúc này bạn sẽ tìm kiếm coi cách sử dụng đồng hồ thì coi coi đối thủ của bạn, cách tìm kiếm phantom keyword, coi bạn làm những cái bước nghiên cứu từ khóa bạn bỏ ra bạn xây dựng, coi trong bộ từ khóa cách sử dụng đồng hồ này nó sẽ có những cái chủ đề con nào, những cái bài viết con nào, những bộ từ khóa con nào, rồi đó bạn thiết lập lên cái bộ từ khóa của bạn, và từ từ bạn có thể bắt đầu qua câu chuyện là tối ưu cấu trúc silo dựa trên gọi là bộ từ khóa này. Rồi đó là việc mà mình sắp xếp thứ tự từ khóa và cũng như tương tự như phần navigational nữa nha. Thì đó là toàn bộ cái cách mà mình sắp xếp thứ tự từ khóa. Đây là một cái bảng mà mình làm ở bên trong GTV SEO, và bạn có thể coi qua để mình có thể bật cho bạn coi. Đây là bảng keyword của bên website chính GTV SEO của mình, nhưng mà đây là cái bảng mà mình làm sau khi chủ yếu là toàn bộ dạng từ khóa thông tin hết, tại vì dịch vụ mình có bên mảng dịch vụ SEO và dịch vụ cung cấp bán hệ thống BBN, và cũng như có khóa học SEO Mastermind này là ba sản phẩm chính hiện tại. Dịch vụ BBN thì nó không có quá là nhiều từ khóa liên quan tới nó, và cũng như là nó là hiện tại chỉ có một số, mình thấy là một số bạn ở trên Việt Nam bán cung cấp hệ thống BBN để xây dựng hệ thống Backlink mà thôi, nên nó không có quá là nhiều. Thì mình sẽ muốn đây là và dịch vụ SEO mình đã đẩy lên top rồi, hiểu này toàn bộ dạng từ khóa thông tin của mình. Thì mình sẽ chia, đầu tiên mình sẽ kiếm nó, mình chia ra từng cái từng cụm, như hay như ở những bài viết này chủ đề về Ahrefs, bài viết này nó sẽ nói về chủ đề backlink, bài viết này sẽ nói về chủ đề anchor text là cái gì, và cũng như mình sẽ ghi là lượng tìm kiếm nó như thế nào, bao giờ thời gian content mình hoàn thành, rồi cái nguồn content mà mình có thể tham khảo ra sao. Bạn hãy đưa đây thì mình muốn target bài viết này đi, cách SEO web, cách SEO top Google, đưa sai lên Google đi, mình target ra sao, mình biết bài viết như thế nào, mình cần phải viết qua nào tích như thế nào, mình viết ra mình sẽ lập kê liệt kê ra những cái này, từ đó mình lập kế hoạch, mình đẩy thúc đẩy cái content, và cũng như là dựa trên cái cấu trúc mình định hình ban đầu mình phát triển cái coi coi xem đối thủ mình nó đang ở đâu, đối thủ mình nó cấu trúc website như thế nào, nó có những chủ đề gì, thì mình sẽ làm tốt những cái phần đó trước, sau đó rồi mình lập tạo lập content, xong mình bỏ vào những cái chủ đề đó mình tốt cái phần đó trước, sau đó mình bước lên bước tiếp theo nếu mà mình muốn phát triển ở cái mục tiếp theo. Thì như sau này muốn phát triển một content marketing đi, thì mình phải trước đó mình phải đảm bảo rằng là nó phải có những cái cú tối thiểu là những cái như thế nào. Thì ở câu chuyện là tối thiểu á, thì bạn có thể là phân tích qua đối thủ của bạn, bạn coi coi phân tích đối thủ của bạn coi đối thủ coi nó có bao nhiêu loại content, trong đó đối thủ của bạn có bao nhiêu sản phẩm. Ví dụ nếu là bạn là trang thương mại điện tử, còn nếu bạn là trang thông tin đi, bạn sẽ thấy là đối thủ của bạn có khoảng bao nhiêu content, những content này có tốt chất lượng hay không. Thì ở đó những cái khi mà bạn làm bạn học về bên cấu trúc silo bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thì là toàn bộ khi mình lập kế hoạch từ khóa rồi, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo khi mình nói về cấu trúc silo.